sống ở một căn nhà bình thường hay ở biệt phủ? Biệt phủ chắc là một nơi to bự lắm đây. Mình sẽ chọn sống ở biệt phủ, xem nó như thế nào. Wow, thì ra nhà biệt phủ là trông như thế này, nó như cung điện ấy nhở. Nhi Nhi, con biết chuyện gì xảy ra với nhà mình không? Sao tự nhiên nó biến thành to như thế này? Dạ, con không biết nữa. Tự nhiên con có sự lựa chọn giữa sống ở một căn nhà bình thường và sống ở biệt phủ. Con chọn sống biệt phủ. Xong rồi, nhà mình nó trông như thế này luôn á mẹ. Wow, đây là thật chứ? Hãy nói với mẹ nó là thật đi. Yeah, để mẹ đi khoe với mấy mẹ hàng xóm mới được, vui quá đi. Mấy cậu, lát học xong qua nhà tớ chơi hen. Được á, nhà cậu siêu đẹp, tớ muốn qua chơi lắm. Ê mấy cậu, mà không biết nhà Nhi cậu ấy như thế nào hả? Tớ thấy rồi, độc lạ bình dương này, lắm. Mấy cậu đang bàn cái gì thế? Trời, cậu đâu ra vậy, cậu không được nói chuyện với tụi này. Tại sao không chứ? Bởi vì cậu không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tụi này. Đi chỗ khác nói chuyện thôi Linh. Cái gì trời? Xem mọi người phản ứng như thế nào. Mọi người đến rồi. Để coi, con Linh nó sẽ nói gì. Hello mọi người, đến rồi. Wow, nhà em đây sao Nhi? Dạ đúng rồi thầy, đây là nhà của em. Em không tin nổi thưa thầy. Cách đây vài ngày em có lén theo dõi Nhi về nhà cậu ấy. Đâu phải căn nhà như vậy. Nhi, đây có thật là nhà em không? Hay em xạo với mọi người? Thầy ơi, em nói thật chứ, đây là nhà của em nói xạo làm cái gì? Em không tin đây là nhà của cậu ấy đâu. Có gì để chứng minh điều đó chứ? Căn nhà này lộng lẫy, liệu có phải của Nhi không? Đáng nghi thật. Nhi này, trong vòng 24 tiếng em hãy chứng minh đây thực sự là nhà của em đi, rồi mọi người tin. Nếu không, mọi người qua nhà Linh vậy. Dạ được thưa thầy. Con gái, có chuyện gì làm con khó chịu hả? Dạ thầy giáo và bạn bè không ai tin đây là nhà của con hết trơn á. Họ nói con nói xạo mà. Có gì đâu mà bực dọc, con cứ chứng minh thôi. Mà chứng minh bằng cách nào bây giờ? Có hợp đồng nhà kìa, ba con đang giữ, ông ấy đang đi công tác về. Con phải đợi ba á. Nhưng mà bực bội ghê á. Nhà đó mà là của con Nhi cái gì? Con này mày đặt bày trò. Nó mà chứng minh được á, tao cùi. Nhưng nếu cậu ta mà chứng minh được, thầy sẽ quyết định tổ chức tiệc mỗi năm ở nhà cậu ấy đây. Là cậu bị ra rìa luôn. Tức điên thiệt chứ. Con Nhi đúng là phiền phức. Cậu tin tớ đi, nó chỉ xạo thôi. Nó làm gì mà có nhà cao cửa rộng trong phút chốc được chứ. Sao giờ này ba còn chưa về nữa ta? Con yêu, ba về rồi đây. Ba về rồi, ba có đem hợp đồng nhà về không? Có này con gái. Mẹ bảo con đang cần đúng không? Dạ cảm ơn ba nha, con này rất là cần luôn á. 24 tiếng rồi sao chưa thấy Nhi ta? Con bé này nó nói sẽ chứng minh được mà. Nó nói xạo á thầy, thầy trông chờ làm gì? Đợi thêm 5 phút nữa đi, nếu Nhi không xuất hiện chúng ta sẽ qua nhà em nhé. Và em ấy sẽ bị trừng phạt vì lừa mọi người và thầy. Hơi, em chắc nó lừa tất cả chúng ta rồi đó. Em cứ từ từ đi, nóng đích thế. Muốn tôi chứng minh thì tôi chịu thôi. Thật sự là nhà của Nhi rồi. Cái gì chứ, là thật hả thầy? Tất cả bằng chứng em đã đưa cho thầy xem. Bây giờ còn có thể tin được rồi đó. Em không thể nói dối. Linh, bây giờ thầy mới thấy bản tính đố kỵ dữ dội của em. Thầy sẽ phải trừng phạt em. Thầy ơi, đừng phạt em mà. À mà, thầy và mọi người qua nhà em xem cái đi. Nhà em kỳ này đẹp và lộng lẫy hơn xưa nhiều. Nhà Nhi không tráng lệ và to bằng em đâu. Qua nhà em tổ chức tiệc thì sẽ thú vị hơn nhiều đó thầy. Năm ngoái tổ chức tiệc ở nhà em rồi. Năm nay đổi không khí qua bên nhà Nhi đi. Thầy thấy nhà Nhi đẹp lắm luôn á. Theo cảm nhận của thầy thì hơn nhà em nhiều. Năm nay nhà em lại được tân trang lộng lẫy hơn nữa rồi. Thầy và mọi người có thể qua xem ạ. Không có như năm ngoái nữa đâu. Thôi được rồi, mọi người cứ qua xem thử. Không nó nói đến sáng mai thầy mệt với nó ghê luôn á. Dạ thầy. Thầy ơi, em đi cùng với mọi người luôn nhé. Được chứ, cả lớp chúng ta cùng đi. Thầy ơi, không được đâu thầy. Duy nhất cậu không được qua nhà tớ. Này là sao không chứ? Cậu tới nhà tớ rồi xưng si với tớ, tớ có nói gì đâu. Ở nhà của Linh nha. Em biết thầy sẽ chọn nhà em mà. Nhà của Nhi sao đẹp bằng nhà em chứ. Ủa gì vậy thầy? Em chuẩn bị bữa ăn hết cho mọi người rồi mà. Được rồi, mọi người chuẩn bị bữa tiệc cho tối mai lúc 7 giờ nha. Thôi, bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Thầy ơi, em có một điều kiện. Nhi sẽ không được đến nhà em tham gia bữa tiệc. Này, con đừng có vô duyên vô cớ nha. Tớ cũng là thành viên trong lớp mà. Tớ nói không là không, nhà của tớ mà. Tớ muốn làm gì thì làm. Chịu khó nha Nhi. Vậy nhé. Để thầy nói chuyện với nó xem sao. Kệ nó đi. Dạ thầy. Cái con Linh đáng ghét này. Nó không cho mình tham gia buổi tiệc 8 tháng 3 với lớp không chứ. Nhi, bữa đó cậu cứ mặc dậy tới đó đi. Cậu là bạn thân của con Linh, cậu nói hay quá. Nếu cậu muốn là bạn của tớ thì đừng có đến buổi tiệc đó luôn đi. Ừ ha, tớ có ý này. Cậu đi thay tớ đi. Dù gì tớ cũng không muốn tới nhà con Linh nữa. Giờ làm sao đây?
chuyện gì xảy ra với nhà em Thế Linh? Dạ, em không biết nữa. Em đi ra mua đồ chuẩn bị làm tiệc 8 tháng 3 thì về thấy nhà đã bị đập phá như thế này. Lúc đó em thấy Nhi nữa, chắc cậu ấy gan thức ở với em nên làm vậy đó thầy. Em đừng có đổ lỗi cho Nhi như thế. Làm sao bà ấy đủ sức đập phá nhà em trong thời gian ngắn đến như vậy? Em thôi sống đố kỵ và hơn thua đi. Đây là cái giá mà em phải trả đó. Thôi rồi các em, chúng ta qua nhà Nhi tổ chức tiệc 8 tháng 3 đi. Nhi, đi thôi. Thầy ơi, khoan đã. Bây giờ mọi người chia nhau đi mua đồ trang trí nhé. Đồ ăn tới là sẵn hết rồi. Ok. Nhi ơi, cho tớ tham gia bữa tiệc với nha. Không biết xấu hổ mà còn vác mặt tới đây hả? Xấu tính như cậu không xứng đáng tham gia tiệc tùng của tụi này.